đáng nha, Mạnh Thường Quân quan tâm tới mình là sự sự đói, sự khó, sự rồi, đau thì mình cũng cố gắng. Rồi Nam Mô Di Đà Phật, nhớ cầu trước nhận cầu có quả hay vậy nha. Nó không có phiền não, nó bớt đi sự đau khổ đó, con. Rồi như là than á, thuốc sáu vị gì đó, ráng cố gắng. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. Mình xin niệm Phật lần đầu mỗi lần uống một viên thôi. Dạ dạ dạ. Ra trước nhận ra quả quả luôn. Nam Mô Di Đà Phật. Cố gắng nha con. Nam Mô Di Đà Phật, nhớ thường xuyên niệm Phật nha chị. Dạ, niệm Phật bệnh tật tiêu tan. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, niệm Phật bệnh. Vâng, vì đây Tiến Dũng và cô Năm đã tới nơi Ủy ban Nhân dân xã An Phú và bà con đang chờ để mà chuẩn bị nhận những cái phần quà đó vị. Giờ này cũng vừa tới kịp lúc luôn. Kính thưa quý bà con cùng toàn thể tất cả các đồng chí, thì hôm nay được sự tài trợ của anh Tiến Dũng Nhịp Cầu Nhân Ái cũng như má Năm ở núi Cấm, đạo hòa An Hảo phối hợp cùng đảng quỹ Ủy ban Nhân dân Phú tổ chức cái buổi lễ cấp quà cho bà con hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn xã An Phú. Đó là lý do của buổi cấp quà hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh đến tham dự cái buổi cấp quà hôm nay. Thì xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Quỳnh Thanh Vũ, phó bí thư đảng ủy, trưởng khối dặn. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về phía đơn vị tài trợ xin trân trọng giới thiệu là có má Năm ở núi Cấm, anh Tiến Dũng Nhịp Cầu Nhân Ái và đạo hòa. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chung. Tiếp theo chương trình sau đây xin mời chỗ đạo hòa sẽ có đôi lời phát biểu. Xin mời. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa cô Năm Thảo đã ở núi Cấm cũng như sư huynh Tuấn Dũng đại diện Nhịp Cầu Nhân Ái, đại diện cho quý vị Mạnh Thường Quân, cùng kính đến toàn thể tất cả bà con cô bác gần xa hiện diện kính mến. Thưa quý vị, thì trong cái tình hình thực tế diễn ra thời gian qua xuyên suốt một cái thời gian dài do cái ảnh hưởng cái tình hình dịch bệnh rất là nghiêm trọng trong cái địa bàn của tỉnh Biên nói chung và nói riêng, thì trong cái địa bàn của xã An Phú hiện nay thì đang là nằm trong cái giai đoạn vùng đỏ. Bà con đang tích cực khó khăn vượt qua những cái giai đoạn này, đặc biệt nhất là vừa dịch bệnh mà lại là cuộc sống làm ăn kinh tế rất là khó khăn. Cho nên chính quyền sở tại các ban ngành đoàn thể luôn luôn lúc nào cũng hợp tác để rồi phòng chống dịch cho đảm bảo và an toàn. Tuy nhiên mãi tới ngày hôm nay thì tình hình dịch bệnh vẫn còn rải rác và căng thẳng. Cho nên chính vì vậy mà động mối từ tâm đó, chúng tôi được liên kết với sư huynh Tướng Dũng Kịp Nhiều Cầu Nhân Ái cũng như cô Năm Thảo ở núi Cấm, để rồi nhờ sự hảo tâm chung sức chung lòng của các vị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, để rồi mang đến những cái tịnh tài cứu khổ ban vui, giúp đỡ cho bà con đồng bào nghèo đang bị dịch bệnh quằn quại khó khăn đó. Thế nên hôm nay thì qua cái ngày 22 tháng 12 niên Tân Sửu, thì đoàn chúng tôi đã tiếp đón từ chỗ anh Tuấn Dũng Nhịp Cầu Nhân Ái cấp phát quà buổi sáng này là 100 hàng quà tại cái Ủy ban Nhân dân của xã An Phú. Và buổi chiều thì chúng tôi sẽ đoàn sẽ đến cấp phát quà tại Ủy ban của xã An Nông và cái điểm sau cùng là An Cư, Ủy ban của Nhân dân của xã An Cư. Và thưa quý vị, giờ đây để liên tục theo cái chương trình trước khi cấp phát quà này, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu cô Năm Thảo đại diện Mạnh Thường Quân có vài lời phát biểu gửi gắm cùng tất cả bà con qua vài lời chân tình thăm hỏi sức khỏe. Xin trân trọng kính mời má Năm. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào quý bà con. Và xin chào các chị chính quyền sở tại ở đây. Thì cái cũng nay là cái ngày nhân duyên mà đoàn chúng tôi cùng với Nhịp Cầu Nhân Ái Tuấn Dũng với cư sĩ Đạo Hòa đến đây để chia sẻ cho bà con những phần quà thân yêu của các chị Mạnh Thường Quân đã quan tâm tới trong những ngày dịch bệnh khó khăn của bà con. Thì đây là những món quà thân yêu xin trao tặng tới quý vị và xin đại diện cho bà con ở nơi đây, những người khó khăn có mặt hiện diện để tới đây để nhận những món quà thân yêu của các vị Mạnh Thường Quân. Thay mặt cho bà con hết sức là cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân đã quan tâm chia sẻ những món quà thân yêu đến tận tay bà con khó khăn trong mùa dịch bệnh. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị, vừa qua thì cô Năm Thảo cũng đã có vài lời thăm hỏi ăn cần sức khỏe và chúc phúc cho tất cả bà con cô bác mình đến nhận quà hôm nay. Và hơn thế nữa thì đất nước Việt Nam của chúng ta có từng có những cái câu ca dao như sau: nhiều điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, hay là một nắm khi đói bằng một gói khi no của Ti Tơ Tóc mà nghĩa sau nghìn vàng. Và đặc biệt hơn nữa thì lời Đức Huỳnh Giáo Chủ đã chỉ dạy là hãy giúp cho kẻ đó mới nhầm, hoặc giả là hiệp nhà quý việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước, rõ lòng hiền nhân. Và thế nên hôm nay đoàn của Tuấn Dũng hợp tác cùng với chính quyền sở tại đó là đến đây đem đến bằng cả một cái tình thương, một cái tấm lòng nhường cơm xẻ áo để giúp đỡ cho bà con mình với một cái phần quà rất là quý báu, rất là trân trọng, là 25 kg gạo và một thùng mì cộng vào rau củ quả của cô Năm Thảo và ba cái nhu yếu phẩm và đồng thời thuốc men. Vậy thì vừa qua ông Quỳnh Thanh Vũ đã đại diện cho địa phương có vài lời chân tình cảm ơn cùng các mạnh thường quân đã xong. Kế tiếp theo đây thì chương trình Tuấn Dũng Nhịp Cầu Nhân Ái đại diện cho các mạnh thường quân mang đến những cái tịnh tài này thì sẽ đọc những cái phần báo cáo kết quả tịnh tài mà tất cả mạnh thường quân trong và ngoài nước đã ủng hộ. Vậy thì giờ đây chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu Tuấn Dũng Nhịp Cầu Nhân Ái sẽ báo cáo kết quả như sau. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đà Phật. Dạ, Tiến Dũng thân ái kính chào toàn thể quý bà con cô bác, kính chào tất cả các anh chị em lãnh đạo của xã An Phú. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay Tiến Dũng và cô Năm cũng như là tu sĩ Thanh Hòa hội đủ duyên lành để trở lại nơi xã An Phú, thay mặt tất cả các mạnh thường quân hỗ trợ những cái phần thực phẩm gạo mì cùng với rau củ quả và thuốc tây để trợ giúp cho bà con trong cái lúc dịch bệnh khó khăn này. Thì trước khi vào cái buổi phát quà thì Tiến Dũng xin thay mặt bà con cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã trợ duyên những cái phần tịnh tài ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và những cái phần tịnh tài hôm nay Tiến Dũng nhận được của các mạnh thường quân như sau. Thứ nhất là gia đình của anh Lê Phúc và chị Lê Lan Thảo ở Bồ Đào Nha hỗ trợ 2 tấn rưỡi gạo sóc trị giá là 30 triệu đồng. Thứ hai là Zalo của Huệ An tên là Nguyễn Minh Lợi chuyển khoảng 3 triệu đồng. Thứ ba là chị Nguyễn Yến Ngọc ở bên Mỹ hỗ trợ 100 đô là 2,3 triệu. Thứ tư là chị Phạm Thị Hồng Văn 500 ngàn. Thứ năm là chị Nguyễn Thị Trợ ở Bình Thuận 1 triệu. Thứ sáu là bé Gia Hăng 200 ngàn. Thì tổng số tiền của các mạnh thường quân là 37 triệu. Thì Tiến Dũng có mua 100 thùng mì là 7 triệu cộng với 2,5 tấn gạo sóc là 30 triệu đồng. Cộng với những cái phần thuốc tây của gia đình của chú Hồ Phạm Văn và cô Thủy cùng với chị Hồ Phạm Phương Nam và anh Hồ Phạm Bảo Trị ở bên Úc hỗ trợ những cái phần thuốc tây, cộng với hôm nay cô Năm Thảo hỗ trợ 1,5 tấn rau củ quả để phát cho 3 xã. Tiến Dũng cảm ơn cô Năm cùng với tất cả quý anh chị em lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để cho đoàn đến đây để trợ giúp cho bà con. Kính chúc cho tất cả các anh chị luôn luôn được dồi dào sức khỏe và công việc lúc nào cũng được thành tựu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua Tuấn Dũng Nhịp Cầu Nhân Ái đại diện các mạnh thường quân đọc báo cáo kết quả tịnh tài mà các mạnh thường quân đã ủng hộ trong cái buổi cấp phát quà hôm nay và liên tục chương trình. Xin trân trọng giới thiệu ông Phan Nhân Đức sẽ có vài lời sau cùng để đáp tạ cùng các mạnh bà con mạnh thường quân. Xin trân trọng kính mời ông Phan Nhân Đức. Kính thưa Má Năm, kính thưa Tướng Dũng Nhịp Cầu Nhân Ái, Đạo Hòa cùng tất cả các đồng chí, một lần nữa thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Phú, một là cũng như bà con trên địa bàn xã An Phú, xin chân thành cảm ơn đến mạnh thường quân cũng như Má Năm, anh Tướng Dũng Nhịp Cầu Nhân Ái, Đạo Hòa chúc mạnh thường quân cùng tất cả các đồng chí được dồi dào sức khỏe. Xin hết ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua ông Phan Nhân Đức đại diện cho chính quyền của địa phương có vài lời tri ân tinh thần tấm lòng cao quý của các mạnh thường quân đã cấp phát quà cho bà con nghèo và vùng dịch hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi cũng không quên đại diện cho đoàn, đại diện cho quý vị mạnh thường quân chân thành cảm ơn tất cả các anh em ban ngành đoàn thể trong xã An Phú đã đồng tình tạo điều kiện thuận lợi tốt đẹp để cho đoàn đến đây cấp và phát quà tặng tay cho bà con, thật là đầy đủ cái tình cảm yêu thương và rất là phù hợp. Và một lần nữa cũng không quên thành tâm nguyện cầu ơn trên Hồng Ân Tam Bảo quy linh Đức Phật, Đức Thầy chiếu diệu gia hộ cho toàn thể quý vị mạnh thường quân thân khỏe tâm an và phát bồ đề tâm, làm ăn phát đạt và tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả, và xin nguyện hồi hướng công đức lành này hướng về cho
Cụ quyền thất tổ phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương, và xin nguyện hồi hướng công đức lành này hướng về khắp pháp giới chúng sanh sớm được trọn thành Phật đạo. Lễ phép kính chào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và bây giờ thì chương trình sẽ được cấp phát quà lần lượt cho bà con mình giữ trật tự yên lặng ổn định ha. Từng người sẽ đến đây nhận quà và ra về. Mỗi người nhận một phần quà gồm có 25 kg gạo, một thùng mì và một phần rau củ quả và thuốc tây. Vâng, một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mình đã hoan hỷ vui vẻ đến đây đón nhận bằng cả cái tình yêu thương chan hòa ấm áp hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, chúc bà con nhiều sức khỏe nha bà con. Dạ. Dạ. Dạ, ôm hộ. Ôm hộ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Xin rồi, Nam mô Đà Phật, qua đi chúng. Rồi đây ai bưng giùm này tiếp tục làm phần đó. Rồi bưng ra giùm cho chú. Rồi cảm ơn. Bà con ơi, Mạnh Thường Quân quan tâm chia sẻ đến những phần quà cho mình để trong mùa dịch bà con về nhà gắng cố gắng niệm Phật luôn để cho mình an lạc, mình khỏe mạnh nha bà con. Dạ. Đứng ở đây nè. Hay là đứng ở dưới? Để. Rồi bưng ra đi. Rồi ra ngoài xuống đâu cho đây đi. Đây. Đây nè con. Đứng xếp đây. Đây cô này nè. Bà con ơi, Mạnh Thường Quân người ta quan tâm giúp đỡ cho cuộc sống của mình. Mình gắng cố gắng mình về mình niệm Phật thêm nha bà con. Đừng có để lên đây nữa hay sao? Rồi bưng ra lấy luôn, rau củ ngoài luôn. Rồi cố gắng về niệm Phật nha bà con ơi. Người ta quan tâm tới mình, mình phải quan tâm mình nữa. Mình niệm Phật nhiều cho được sức khỏe, cho được sự bình yên. Rồi ai bứng này giùm nè. Đứng ở ngoài này đi cho nó dễ. Đứng ngoài này đi ra luôn vậy đó. Đứng ra đây nè, đứng ngoài đi. Em đứng ngoài đi. Đứng ở ngoài đi rồi cái mình đi ra. Có thuốc nè, có thuốc nè con. Nam mô Đà Phật. Bà con ơi, Mạnh Thường Quân quan tâm tới cuộc sống mùa dịch của mình ấy, về mình ráng niệm Phật thêm nha để cho có sức khỏe nha bà con. Nam mô Đà Phật. Rồi ai đứng thu phiếu đây? Con đứng đây thu phiếu nè. Rồi. Gán nha, mình lớn tuổi rồi niệm Phật thêm để cho cái tâm mình nó định, ít phiền não. Rồi mình á hồng. Dạ. Thuốc này Nam mô Đà Phật. Niệm đi đặng có sức khỏe, mình sống lâu, sống bền. Dạ. Mình sống được thọ đó. Nam mô Đà Phật. Rồi, Nam mô Đà Phật. Gán rồi đừng quên niệm Phật nha bà con, để mình được có sức khỏe, mình được sự bình rồi, yên. Rồi, Nam mô Đà Phật, chúc chú sức khỏe cho chú. Rồi nè. Đây có thuốc đây con. Có tiếp mới là già. Nè, tờ thuốc nè bà, thuốc nè bà. Cảm sớm như đầu, mỗi lần uống một viên thôi nghe. Ngày uống 2 đến 3 viên thôi. Dạ dạ. Này có thuốc nè con, Nam mô Đà Phật. Dạ. Đi đến nhận thuốc đi cô. Dạ, cảm xúc chứ đầu các bạn. Nam mô Đà Phật. Về cố gắng niệm Phật mình cho có sức khỏe, được sự an lạc nha. Nam mô A Di Đà Phật. Mỗi lần uống một viên thôi nghe em, cảm xúc chứ đầu nghe. Đau nó cũng tiêu được ha. Gắng cố gắng nghe em. Cố gắng. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc chị sức khỏe nha chị. Để mình được có sức khỏe, mình cái tâm mình nó không có nghĩ phiền não. Nó được an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật có lợi lắm. Ra ngoài nhận rau củ quả bà. Ra ngoài nhận rau củ quả. Rồi nè cô, thuốc nè. Thuốc nè cô ơi. Mình mà niệm Phật cái như là một cái thang thuốc sáu vị vậy đó. Rồi ra một chút nhận rau củ quả luôn nha. Nam mô A Di Đà Phật. An lạc bình yên nữa nha bà con nha. Nè cô, thuốc nè cô. Nam mô A Di Đà Phật. Đúng rồi, đưa ngang qua đó đi. Rồi ra một chút nhận rau củ quả nha cưng. Nhớ thường xuyên niệm Phật nha. Đáng nghe Mạnh Thường Quân quan tâm tới mình là sự đói, sự khó, sự rồi, đau thì mình cũng cố gắng. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ ra một chút nhận rau củ quả hay vậy nha. Nó không có phiền não, nó bớt đi sự đau khổ đó con. Rồi như là thang á, thuốc sáu vị vậy đó, ráng cố gắng. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Mình xin niệm Phật như đầu mỗi lần uống một viên thôi. Dạ dạ dạ. Ra trước nhận ra củ quả luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Cố gắng nha con. Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ thường xuyên niệm Phật nha chị. Dạ, niệm Phật bệnh tật tiêu tan. Dạ A Di Đà Phật.
Nam mô Di Đà Phật. Niệm Phật còn hơn bạc vàng vô luôn. Cảm xúc như đầu có là huấn viên hả chị? Mình niệm Phật cái tâm mình an, cái thân mình khỏe. Tiếp lại đi. Ra trước nhận bịch rau củ quả thôi về. Nam mô Di Đà Phật. Rồi chúc chị sức khỏe nghe, cảm xúc như đầu mỗi lần uống một viên. Ráng về niệm Phật nha đệ ơi. Để bảo vệ. Nam mô Di Đà Phật. Rồi ra trước lãnh rau củ quả luôn nha chú. Cảm xúc như đầu mỗi lần uống một viên thôi nghe. Cố gắng niệm Phật nha đệ ơi. Để mình được sức khỏe. Nam mô Di Đà Phật. Rồi chúc bao nhiêu sức khỏe nghe không? Cảm xúc như đầu mỗi lần uống viên thôi. Sống của mình cũng cố gắng. Một ngày uống không quá 3 viên. Phước báo cho qua đây. Nam mô Di Đà Phật. Nha. Rồi cảm xúc như đầu mỗi lần uống một viên. Nam mô Di Đà Phật. Rồi qua đây ra trước lãnh rau củ quả của cô Năm. Về nhà cắn cố gắng niệm Phật nha. Từ từ đi chú ơi. Rồi Nam mô Đà Phật, chúc chú nhiều sức khỏe nha. Rồi cố gắng về niệm Phật để có sức khỏe. Nhớ thường xuyên niệm Phật là bệnh tật tiêu tan. Niệm Phật là sẽ bình an. Nam mô Di Đà Phật, chúc cô sức khỏe. Dạ đưa đây. Rồi ra trước lãnh bịch rau củ quả nữa. Mừng nha. Đừng có quên. Nam mô Di Đà Phật. Được rồi. Rồi nhớ niệm Phật nha. Thường xuyên niệm Phật. Về đặng được bình an khỏe mạnh nha. Rồi nhớ niệm Phật thường xuyên. Niệm Phật tai qua nạn khỏi. Nam mô Di Đà Phật. Cố gắng về niệm Phật con gái ơi. Để được bình an, để được khỏe mạnh nha. Rồi xin thuốc cho cháu luôn. Nè em, Nam mô Di Đà Phật. Ra trước lãnh rau củ quả. Hết sức lòng chia sẻ cho bà con mình. Nam mô Di Đà Phật. Mình về gán niệm Phật cái chị, cảm xúc như đầu đây. Gán về niệm Phật cho con ơi. Rồi cảm xúc nhức đầu mỗi lần uống một viên. Con phải lấy rau củ con. Gán cố gắng về niệm Phật nha em nha. Ôm nổi không? Quá xá rồi. Quá xá rồi. Nè, bưng này đi, bưng này đi. Nam mô Di Đà Phật. Rồi ra trước lãnh rau củ quả luôn bà. Niệm Phật thêm nha cho được bình yên. Rồi nhớ thường xuyên niệm Phật nha. Đây đây đi bỏ túi cho. Rồi về niệm Phật nha em ơi. Gán cho con để được bình an. Rồi tốt quá. Rồi Nam mô Di Đà Phật. Tốt quá ha. Rồi chúc mừng cho quý vị biết con đường đạo. Cảm xúc nhức đầu mỗi giải thoát cho mình. Cái cuộc khổ nó sẽ tan dần. Rồi tốt quá ha. Vô lại lục đi ha. A Di Đà Phật. Nổi không? Cố sức lên. À, có thuốc rồi, có thuốc rồi. Bỏ, Đà Phật. Bỏ thuốc chưa? Về cố gắng niệm Phật con nghe. Rồi, Nam mô Đà Phật. Về mình niệm Phật để cho mình an lạc. Rồi, nhớ thường xuyên niệm Phật nha. Rồi không có suy nghĩ tiêu cực mà nó được khỏe mạnh con ha. Nam mô Đà Phật. Ừ, nãy giờ không vậy? Rồi, từ từ. Nãy giờ mới vậy? Rồi, rồi Nam mô Di Đà Phật chứ con. Thường xuyên niệm Phật nha. Thường xuyên niệm Phật cho được. Bưng ra đây, thảy ra đây, thảy ra đây cho nó đi. Rồi ra trước lãnh rau củ quả luôn con trai. Okay. Rồi ra trước lãnh rau củ quả. Nam mô Di Đà Phật có luôn chai dầu luôn nha. Hên ha. Hên hên. Phần cuối này có chai dầu bà con ơi. Rồi tặng cho bà lão chai dầu luôn nè, thuốc này nha. Đó chị Diêm Son hay lắm đó nha cô. Về gắn niệm Phật nha. Mạnh thường quân người ta quan tâm tới mình, ta chia sẻ cái tình thương về cho mình. Qua đây luôn, Nam mô Di Đà Phật. Rồi tặng chị Huynh này. Xứng đáng là một người hiền lành, biết niệm Phật. Rồi ăn hiền ở lành, biết sống tốt với mọi người. Rồi A Di Đà Phật. Rồi mời Xuân qua đây luôn Xuân. Mỗi một bao gạo là 25kg nha bà con. Bà con nhận được hôm nay gạo. Rồi cố gắng nha con gái. Về cúng lại niệm Phật, Phật nha con. Giao trước lãnh rau củ quả. Khỏe bình an. Tương lai đi. Được tốt đẹp. Nè gạo này nha. Gạo nè, gạo nè. Niệm Phật cho được khỏe mạnh nha con, được bình yên nha con. Rồi Nam mô Đà Phật của chị hết quay. Rồi về niệm Phật thêm để cho mình được khỏe khoắn nha. Rồi Nam mô Đà Phật, chúc chú sức khỏe nha chú. Rồi. Rồi tiếp luôn nè. Nam mô Di Đà Phật. Về cố gắng niệm Phật con gái ơi. Nha, nhớ thường xuyên niệm Phật bà con ơi. Niệm Phật bệnh tật tiêu tan. Niệm Phật tai qua nạn khỏi. Rồi niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp. Nam mô Di Đà Phật qua luôn. Lãnh thuốc chưa? Nam mô Di Đà Phật. Chúc chị sức khỏe hả chị? Nhớ thường xuyên niệm Phật nha. Cố gắng niệm Phật cho tiêu tan chướng nghiệp cho được bình an nha. Nam mô Di Đà Phật. Rồi chúc chị áo đỏ mình sức khỏe nha, nhớ thường xuyên niệm Phật nha. Gắn về niệm Phật cho được bình an nha con. Nam mô Di Đà Phật.
thường xuyên niệm Phật, bệnh tật tiêu tan. Em ơi, chúc cô sức khỏe nghe cô. Niệm Phật em. Rồi thảy qua đây cho bà đi. Rồi Nam Mô Đà Phật, chúc sức khỏe nghe chị. A Di Đà Phật. Dạ, tướng này chắc lực lắm mà, bưng nổi à, dữ lắm à. Dạ. Về cố gắng niệm Phật thêm gái. Nam Mô Đà Phật. Rồi chúc cho chị nhiều sức khỏe nha. Bộ đi bán vé số hả? Rồi, gắng nghe, cố gắng nghe. Nhiều quá, niệm Phật nhiều đi, khỏe nhiều. Cô anh luôn nè, thuốc nè anh ơi. Dạ, chúc sức khỏe nghe. Rồi, cố gắng về niệm Phật con trai ơi, để được bình an nha con. Nam Mô Đà Phật. Rồi, nhớ thường xuyên niệm Phật nha sư huynh. Đi ráng niệm Phật đó, để thoát được cái bệnh dịch, để được bình rồi yên. Gửi cho cô phần thuốc của gia đình chú Hồ Phạm Văn và cô Thủy ở bên Úc nha. Dạ, cảm xúc như đầu chúng nó có ghi cái to đó. Xin cho khỏe mạnh nha con. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, cô này bưng chắc không nổi quá. Chú Hòa ơi, đã Hòa bưng tiếp để mà nói giùm. Rồi tiếp tục luôn, tiếp tục luôn. Nổi không bé? Được, được không con? Này con thuốc này con nha. Dạ, cố gắng về niệm Phật nha gái ơi. Rồi. Để được bình an nha. Cảm xúc nhức đầu mỗi lần dùng một viên thôi, ngày dùng 3 viên. Niệm Phật nó an lạc lắm, mình không có ý nghĩ tiêu cực. Nam Mô Đà Phật. Rồi, nhớ thường xuyên niệm Phật em. Rồi, về niệm Phật thường xuyên nha. Rồi, con. Rồi, gửi cho thuốc là có chị dầu luôn, khuyến mãi luôn. Cố lên, về niệm Phật thường xuyên nha gái ơi, đặng cho bớt khổ tâm nha. Rồi, Nam Mô Đà Phật, chúc chị sức khỏe nha. Thường xuyên niệm Phật nha. Ừ. Nổi không con? Cố gắng. Nam Mô Di Đà Phật. Qua luôn chị. Cố lên. A Di Đà Phật. Rồi, Nam Mô Di Đà Phật. Bưng tiếp bà bầu nghe, đừng cho bà bầu bưng nha. Em có bầu hả? Sao? Có bầu không? Không. Vậy hả? Chưa có bầu hả? Trời sao? Gán về có bầu nghe. Đây nè bầu nè. Đây đây. Đây 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 nè. Tặng cho dầu nè bà bầu ơi. Cảm xúc trước đầu. Về niệm nha, Phật nha, để cho mẹ tròn con vuông nha con. Thuốc là chị, Nam Mô Đà Phật. Như Đà Phật. Rồi, anh Sơn, anh đi gọi mẹ mày. Vô đây được chú ơi. Rồi chị, Nam Mô Di Đà Phật. Rồi vô luôn chú. A Di Đà Phật. Rồi qua đây luôn chị. Dạ thường xuyên niệm Phật nha con, cho được bình yên nha con. Rồi Nam Mô Di Đà Phật, chúc chị sức khỏe nha. Niệm Phật con, nha con. Rồi để lớn tuổi rồi ráng niệm Phật nhiều vô, để cho tâm mình an lạc. Dạ Nam Mô Đà Phật, chúc ông nhiều sức khỏe nghe không? Dạ, cảm xúc nhức đầu. Dạ. Chưa có. Mỗi lần uống một viên. Dạ dạ. Nam Mô Di Đà Phật, chúc sức khỏe nghe cô. Nam Mô Di Đà Phật và dạ, chúc sức khỏe nghe chú. Dạ. Dạ. Ok. Vâng, Nam Mô Di Đà Phật, kính thưa quý vị đại diện cho địa phương cùng kính đến Tuấn Dũng cũng như cô Nam Thảo và tất cả bà con kính mến, hôm nay qua cái chương trình đã cấp hết 87 phần quà và còn lại là 13 phần. Trong cái chương trình của cái buổi cấp phát quà hôm nay thì 13 phần quà này trong cái tình hình hiện nay thì cũng đã chuẩn bị Tết đến và cuối năm thì xã cũng có 13 cái gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, đó là cái nét đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Thì trên cái tinh thần đó hôm nay thì ủy ban cũng nhã ý xin lại cái số này để đem đến từng hộ gia đình của các anh thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Thì nơi đây hôm nay có các anh xã đội sẽ đại diện nhận và đem về đến trao tặng nhà cho tất cả các anh em. Vâng. Thôi thì giờ đây xin trân trọng kính mời sư huynh Tuấn Dũng có vài lời để gửi gắm đến tất cả các anh em. Vâng, kính thưa quý vị mạnh thường quân, kính thưa quý khán giả thân mến. Thì sau khi Tuấn Dũng và cô Năm Thảo cùng với tu sĩ Thanh Hòa đại diện các mạnh thường quân cùng với các anh lãnh đạo ở tại xã An Phú đã hỗ trợ cho bà con 87 phần quà rồi, thì còn lại 13 phần này sẽ trao gửi đến những hộ có con em lên đường nghĩa vụ quân sự để bảo vệ quê hương đất nước. Thì Tiến Dũng và cô Năm cùng với các mạnh thường quân rất là hoan hỷ khi đến đây để mà cùng với các anh ở trong ủy ban xã trao những phần quà đến tặng tay cho bà con. Thì một lần nữa cảm ơn tất cả các mạnh thường quân rất là nhiều và cảm ơn các anh chị ở trong
Ủy ban xã đã tạo điều kiện cũng như là thuận lợi tốt đẹp để mà trao những phần quà đến tặng tay của bà con. Cảm ơn các anh rất là nhiều và Nam Mô Đạo Phật. Xin thay mặt gia đình thanh niên trong đợt nghĩa vụ quân sự hôm nay thì chân thành cảm ơn chỗ anh Mạnh Thường Quân Tuấn Dũng, ca sĩ Tuấn Dũng thì xin cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em ở trong ủy ban đã đoàn kết chung sức chung lòng để rồi góp sức cho bà con nghèo, lại nữa là động viên an ủi khích lệ tinh thần cho những anh thanh niên chuẩn bị thi hành nghĩa vụ quân sự, đó là cái nét đẹp để rồi tròn cái nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc của chúng ta. Một lần nữa chúng tôi cũng xin thay mặt cho các Mạnh Thường Quân cũng như Tuấn Dũng và cô Năm cảm ơn tất cả các anh em bên quân sự đã tiếp nhận những cái phần quà còn lại này để rồi đem đến trao những cái phần quà yêu thương cùng với các anh thanh niên. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và giờ đây Tiến Dũng và cô Năm cùng với tu sĩ Thanh Hòa sẽ tiếp tục hành trình và sẽ cấp phát cho cái ủy ban của xã An Nông. Xã An Nông á. Và buổi chiều là An Cư, là hai cái xã còn lại. Rồi, bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo hành trình của ba cô cháu ngày hôm nay nha. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.